Chương 7 Trái tim Ngô Bách Tuế. Tính cách Ngô Bách Tuế mạnh mẽ, thân thế không tầm thường. Anh cũng từng đã trải qua đủ loại sóng to gió lớn. Có thể nói dù gặp phải bất cứ chuyện gì, anh cũng có thể đối mặt với tâm thái thản nhiên. Nhưng giờ phút này, Hạ Mạt Hàn đột nhiên nói ra một câu ly hôn giống như đánh đòn cảnh cáo, khiến Ngô Bách Tuế sừng sỡ trong nháy mắt. Mặt anh nghẹt ra, trái tim của anh cứ như bị thứ gì đó đâm vào, nhói nhói đau.
Nhớ để ý xem cái IP nhá, nó nhảy IP đấy. Không có mail em. Em chưa có mail anh ạ. À, cái chuyện của em không chưa trên được ấy. Cái gì mà chưa trên được? Rồi trên được rồi. Làm gì nãy giờ gần 2 tiếng rồi chưa trên được. Hai máy ấy. Linh có mail. Linh. Thank you.
Đây này. Để em anh một tay. Tầm Aero nhỉ?
Lạnh thế nhờ. Lấy kia bố thì hòa nóng nhỉ. Nhưng bật lên mấy đứa có thấy mát không? Mát từ năm tới sau này. Chắc phải lấy cái quạt nào để trước mặt anh này điều hòa phà xuống xong nó đẩy cái bật cái quạt để đẩy ra thì mấy đứa mới mát được. Chứ như này anh trên lạnh của mấy đứa mới chỉ hơi mát mát thì em nóng lắm. Đóng đóng cửa sổ vào đi anh bật lại lại đóng. Thì bây giờ mấy đứa nóng thì chịu khổ ấy. Tới chị hả? Không tới đóng à? Hay là điều hòa hay ra mua cái quả chưa được này đông. Chịu phản của anh. Chuyện em nhớ là nhiều quạt hết đấy. Quạt cây, quạt hơi mưa các kiểu con này được. Đừng ngớ. Nhớ không cả. Đi đâu người bảo luôn đi. Đi đâu người bảo mày có đi hết quạt thì không phải đấy à. Quạt cây đấy. Mẹ em vừa mới phơi, bảo phơi phụ. Nhưng không quên mang lại cho tao này. Thấy cái này là... Chỗ này của tao mày khác đéo thì mày không thế. Mày này một góc miệng tao khóa đây này. Tao bị ngửa. Mày chắc hai con nó đổ trong góc này. Trong góc nó đi đâu được, nó ra đây đi đâu. Thả mai mà. Thì chó nó nổi ra thôi. Mày đi. Thank you.
Tây Thiên ăn phá đứng đứng đứng
dùng lại hay là đấy? Dùng lại, mấy ít đó bởi vì mang hai anh em mới xin. Máy quân bao nhiêu cam? Máy quân em thấy lúc xuống nó phải tầm, có thể loan đi chắc phải tầm 6-7, 7-8 máy. Thế bình thường bằng máy theo. Theo chưa dùng hết công suất. Theo này chưa học kiến thức. làm được 30 máy thì mỗi người làm được 30 máy thì ngon. Nhưng mà khi thấy máy nó phải nói nó lại được chữ gì rồi. Em chỉ cần 10 máy thôi. Còn máy mà phải nói nó lại được chữ gì rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ cần lấy đúng keyword nó lên rồi. Nó học máy thôi. Mà luôn. Tôi cảm thấy mà không được làm quá.
Ảo nhỉ, sao con nào cũng hero nhỉ? Em như thế, tự án không tương được hero sạch. Ít nó phải có một con ăn sắp xếp full.
Cái này là ok.
còn cái phát chuột dài nữa nhỉ. Đau tay quá. Nhìn em thấy cái giấy tay này chỗ bé nó còn rộng hơn đây đây sao chỉ đâu làm sao bàn tay cho mày đây nhìn nó thế này không nhìn nó thế này nhưng mà nó không phải anh còn đỡ hơn đây đây sắc nó nhỏ hơn này em không thấy kêu thấy ôi trời ơi cái thâu trả tiền không cho đây không nhớ là cái này nó bị ngược cứ có từ bên này trả đây không cho mình đâu thế là từ bên này à. Thôi, giơ lên chỉ cho xong lướt màn hình remote xem nó slow down ấn nó slow down remote system rồi thế thôi Thank you.
Toàn gân luôn, không thể nào nhai được. Ăn đấy, ăn là mà. Được rồi, mình thấy là có khi ăn miếng này hết phải ăn cường luôn. Ta ăn thì không miếng, để nuốt thì nghẹn hết cả cổ. Được rồi, anh như anh vừa gắp ở chùa ra đó, anh như anh thích ăn dai. Sau anh như anh dai, như anh nhai một nửa bát cơm bảo mẹ dai thế nhỉ. Hello, chưa thì người lên thử đơn đi để biết em bóc phải mừng người tối á thì mừng người mời họ tao bữa tối này em ăn gì mày nhớ nhử là mày bị chắc là mình sẽ sợ làm việc khác người là tả lau nhà rửa tóc rượu men rửa kề cô vừa là không ăn được mai cô đi phòng 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 xin lỗi phòng đi phòng chưa lại nhập ra phòng chưa bài cái kiểu tiết kiệm để lấy lòng chủ mà là tiết kiệm quá, một món nấu ăn hai bữa xong ăn cũng chẳng ra gì, tiết kiệm cũng tiết kiệm vừa phải quá. Tại vì tiết kiệm thì vợ xích lại nói bà rửa tay trước đây mà bị hay nói nhiều cái hay bị vợ xích nói lớn nhiều quá. Nên mình bảo là canh ngon, cô bảo là cứ mỗi lần mọi người lên tầng cô hỏi thì mọi người lại bảo canh ngon lắm. Nên cô rất là vui. Và hôm nay cháu nói thế thì cô rút kinh nghiệm. Đứa nào nói, đứa nào khen. Chỉ bảo là hôm nay đỡ hơn thôi. Sao nó không ngon thì mọi người cứ chê thì được để cô vào. Không cô lại tưởng là người khen ngon thì mới chê. Chết dở.
cô có biết làm thịt xào sả ớt nhỉ? Đấy là bảo cô toàn làm thịt sốt hay là cái gì? Hỏi cô biết làm kho quẹt không? Làm chịu đấy. Cái nó không làm thì cũng quên rồi. sao em biết anh kia không đang bảo là sao biết cái bà tao gần như là bánh mì em đi qua cho bà và bánh mì bán ở bên trong công nghệ thông tin của bạn cái bà đấy mấy hôm bà thảo bà cứ cho bà đi nấu xong nấu cơm canh toàn mỡ xong rồi cơm anh Bình mà mai chị không đi thì đừng cho chị này đi nhé thế là bà hôm sau bà ấy nghỉ luôn. Giờ về nhà bánh mì mới làm anh tùy làm ăn với ông anh thôi. Cô Hiền đưa đi bánh mì nhiều tiền rồi. Cô Hiền trước vừa thì cho em xong rồi. Còn mì của ai nấu chưa nhưng mà cô Hiền thì nấu rồi. Cô bảo là khi nào không có người nấu là cần phải nấu. Nhưng mà tụi bay video mày. Cô Hiền nấu ngon. Mình có ý cũng nghe nhá, mấy bà này mình có ý cũng sừng cổ lên. Mà mình nói thích thì cái bà này lúc đầu nghe còn thấy nghe nghe bây giờ bắt đầu cả vì sau cả vì anh cũng thế ba mươi luôn test kiểu khác thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không làm mãi nữa. Một con nào không ngủ sợ thật. Nhìn đến đâu cái linh nghiệm mà mua cái sụp
Anh Linh, người yêu cũng đâu lưng nổi cho chịu mã được không? Đi. Thank you.
Mất mạng phải không? Anh Điền. Dây cũ của Yến là dây này à? Không, dây đúng không? Mạng Viettel mất phải không? Anh mất chưa? Anh mất rồi. Viettel ấy, từ Viettel nhưng mà cái nguồn nó là dây nào ấy thì chẳng dây trắng chứ tùy dẫn lên cái ổ đấy không còn không có mạng nữa. Đây dây trắng chưa dẫn lên là ổ này đấy, ổ này có mạng rồi. Rút tê Yến rút xong là nhưng mà rút của em làm bọn em làm cái PR kia thì phải làm gì? Hello,
Mày được ăn video dùng mail Lumen mà đăng nhá. Đó đấy. Đăng nó thoải mái. Chắc là mất mạng học đâu phát liền hết. Chị cũng thấy chân của các bạn đâu. Ôi, chứ không phải 10, còn 20 phút nữa làm ra là tại 2 phút Dưới tầng thì có mà, mà dưới tầng thì có. Đây mà, mạng với bà đây mà không mất đâu. Có được không? Đây mà, ổ hè mà không mất đâu. Mất. Loát lại được. Được rồi. Mất đâu. Vừa mất vừa có. Thế là qua hệ phục mất. Nào, làm lại nào. Hết chưa? Cái này sửa chưa? Dùng mail domain đăng cứ làm đi, em không đụng gì đến cái này đâu. Con yến này cái gì được chết tao rồi đấy. Đồ đấy, thả này. Em cầm một video cái dây của anh là từ từ hồi nãy hồi nãy đấy chứ. Cái dây của anh là từ hồi nãy hồi nãy. Anh không nhớ nữa. Anh chỉ thấy như ổ chê đấy, ổ chê nhỉ? Rồi, ổ chê xanh. Ổ chê này thì có bạn. Anh có mà. Chị là cái nào? Ở đây nó mất, ổ chê mất. Dây con này em con nó. Em ổ chê có bạn mà. Chị không, nó mất. Có bạn gì mà. Có bạn mà. Phải cho đi.
chị đang đi đâu? Không văng được luôn này. Thế thì cắm xuống đây. Đây. Thế thì chị cắm cái ổ này. Rõ là biết đây thì thấy có. Ừ. Ảo rõ là cắm cùng nhau một ổ nhưng mà người có người không. Đây chị ở đây là chị đây. Đấy, lại có rồi. Rồi chị không biết được. Chị theo rồi. Tôi cứ mà rút ra nó là em mình là thế. Không phải đấy. Mày đừng có mà mong về. Đây chị bảo gì? Xanh xanh bởi bởi. Chị màu vàng. Đen đen bẩn bẩn. Cái này à? Xong rồi chết rõ rồi. Em từ đầu đến giờ chưa có luôn đấy. Không sao mà nhận cái làm. Nó là mình đi theo mình quay đâu á. Chứ bây giờ đến khoảng 2-3 phút mới lúc đó không sao cả. Rồi, có rồi. Đấy, rõ ràng là cắm vào cái ổ mà chị vừa rút ra đấy lại có. Chị Linh vừa cắm vào ổ cái ổ mà chị vừa rút ra đấy. Thôi, bảo lại đi. Đấy, em đang cắm vào đường dưới tầng đấy. Cho đường này tặng lên.
Đây là thêm anh chưa đưa giấy tờ nên nó không được theo. Thế là xem có còn ai không? Em có lẽ sẽ có. Mấy em cũng cắm vào cái ổ đấy nhưng mà lại không có. Đây, em cắm vào cái ổ này nhá để phát sang cái ổ này. Đây em cũng cắm vào đây nhưng không có. Không mấy bạn. Mấy bạn này cắm. Mấy bạn này cắm không có nhưng mà em cắm. Có sao không có bị chặt này. Mai giảm xuống. Không được đâu. Chị để thử lại xem mình cái chỉnh cam kiểu gì mà mặt mũi cam kia. Chỉnh lên. Thì vào cắt lại. Nó là bổ xong lại không được. Đó là cam 2, đừng ấn nút cam 2. Đây, nó filter đi luôn này. Sáng ở chỗ cây không? Quá sáng. Sáng trưng như ban ngày. Em thử check cả hai bên cả khóc khóc cả chôm nha. Dây của cây này sang, cắm vào cây của em sang.
Ơi đâu lên dây nào đấy anh cắm lên cái ổ đấy thì không cắm dây để đấy. Lấy xem có dây dây của em ấy. Dây sáng của dây vẫn sáng ạ. Em reset reset cái reset rồi bật lên rồi ấy. Cắm mấy đường rồi cắm mấy đường. Thế dây của Trang không sáng ạ? À đấy. Không Trang đi làm. Đúng. Thế bảo dây của Trang. Cái thằng này mèo chứ 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 em cắm vào để em bật thử máy trang lên xem nó có ấy không. Nếu mà máy trang mà khó thì cho là cây em không để. Chị cắm đây chị Trang không? Đấy có mạng rồi kìa, có mạng rồi. Có mạng rồi. Mới hiện lên cuộc ở đây. Ảo ma đấy nhỉ? Hay là nhiều người cắm vào quá? Cái ổ Viettel theo có chưa? Chưa, em lại lát.
lúc có lúc không. Lát ngồi luôn 20 mấy phút, bình thường chỉ cần tầm khoảng mấy phút là tải xong. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám nào năm tủ rồi. Có phải là mình cắt video không? Cắt ghép video không? Thế xem đã tắt trong OBS chưa? Anh cảm xúc ở đấy có mạng đúng không? Có. Rồi. Thế nhá. Đi về. Mai. Đường Linh đi rất nhiều đất cát. Chỗ nào ông cách, lúc nào cũng chỗ Linh cũng của đống cao luôn. Hôm nay thứ bảy rồi, mai giờ mới quên chủ nhật luôn mà. Tuyệt vời. Đúng rồi. Có. Tuần trước mình báo mình cần mình báo lại.
Điện thoại là tắt nguồn hay tắt màn hình điện thoại rồi anh? Khóa lại đi, khóa màn hình điện thoại à? Cho nó mát. Cái không cứ treo đấy mãi nó nóng lắm. Thuốc em mang lên rồi đúng không? Chở để xe đâu đúng không? Vâng. Mở mắt quá. Hả? Em có mang sao đâu? Mày mang cái nước lau kính đi nhá. Đeo kính cho đỡ mỏi mắt, chứ không hỏng mắt quá. Hả? Ok. Bây giờ anh đang quay. Nhìn cái tóc của anh này. Sao? Anh không biết sao tao kì. Nhưng thấy cái tóc của anh này. Đi lên này em ấy. Lên nào. Cái tóc của anh này nhìn xem. Bên này một chỏ, lồi lên một chỏ. Bên này lồi lên một chỏ, bên này lồi lên một chỏ. Thấy thế nào được, mắt sắp mù đến nơi. Quay xong chưa? Ôm mèo này bị sao không? Không kiếm được một con mèo không ngủ. Đóng cửa vào đi, bật điều hòa. Là anh với là anh đóng hộ em cũng được thôi. Không. Do công nơi phát.
Tưởng hôm nay lại làm cá. Thank you.
đau mắt thế. Đi ăn không? Không, tôi đi mắt mỏi lắm rồi, thì mắt đi, đông đi, rồi. Đi, nghe. Ok. Sắp sậu rồi. Anh Lan bị buồn. Buồn gì? Chị nào? Chị gái. À, chị nào? Chị gái đó. Chị. Chị gái em chọn mày đi đâu đây? Hả? Chị gái em chọn mày đi đâu mà? Cái gì? Chị gái em làm gì mà biết ở thẳng rồi? Chị gái nào? Chị gái của em. Chịu.